Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của nhà Phương Đông. Hãy nhấn nút đăng ký theo dõi và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video chia sẻ mẫu nhà đẹp nào của chúng tôi nhé. Hôm nay nhà Phương Đông sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng hiện đại mang mã số PT22201 của gia đình anh Quyết, có địa chỉ tại Thái Bình. Và các bạn cũng có thể tham khảo hàng trăm mẫu nhà đẹp khác đã được nhà Phương Đông chia sẻ trên website nhadep274.com. Kho bản vẽ của chúng tôi chắc chắn sẽ giúp các bạn chọn lựa được mẫu nhà ưng ý nhất, giúp bạn hoàn thiện được ý tưởng về ngôi nhà tương lai của mình. Quay lại với hồ sơ PT22201, đầu tiên mời các bạn tìm hiểu phối cảnh tổng thể nội thất căn nhà. Với kích thước phủ bì chiều rộng là 10,2m, chiều sâu là 12,8m, diện tích sử dụng khoảng 210m2. Căn nhà có công năng bao gồm một phòng khách, một bếp ăn, 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh và một sân ướt. Từ cửa chính đi vào, không gian đầu tiên mà các bạn gặp sẽ là phòng khách rộng 31m2, được kê một bộ bàn ghế gỗ tự nhiên 6 món rất sang trọng. Đây là nơi gia chủ trò chuyện, uống trà cùng các vị khách tới chơi nhà. Bộ bàn ghế được kê sát tường phía bên phải, ở phía bên trái sẽ là nơi để tivi quay về phía bàn trà. Như vậy phòng khách sẽ có một khoảng không gian đệm và lối đi rất rộng thoáng. Ở đây cũng được đặt một kệ gỗ để những đồ trang trí, tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng. Theo truyền thống văn hóa người Việt thì nơi thờ cũng chiếm một vị trí rất quan trọng trong đời sống tâm linh. Ở mẫu nhà này, bàn thờ được tích hợp ngay ở phòng khách chứ không tách ra thành phòng riêng. Bàn thờ nhỏ gọn, hướng quay ra phía mặt tiền, được kê sát tường để không chiếm quá nhiều diện tích, đồng thời có điểm tựa vững chãi. Điều này rất hợp với phong thủy, mang lại sự chắc chắn và ổn định cho gia chủ. Nơi thờ cũng cần đảm bảo sự nghiêm trang và yên tĩnh, mà đôi khi phòng khách lại quá ồn ào và tấp nập nên cần có sự ngăn cách giữa bàn thờ và không gian tiếp khách. Vì vậy chúng tôi đã dùng vách ngăn để tách biệt hai không gian. Vách ngăn chạm khắc tinh xảo, mang tới sự mềm mại, thông thoáng, trang nghiêm cho bàn thờ, đồng thời vừa có tác dụng như một đồ trang trí cho không gian thêm trang trọng. Các bạn có thể thấy đồ nội thất được chúng tôi bố trí chủ yếu là chất liệu gỗ, mang tới sự đồng điệu, hòa hợp giữa các không gian. Phòng bếp rộng 20,5m2 được liên thông với phòng khách, tạo không gian mở rất thoáng đãng. Tủ lạnh, kệ bếp được bố trí sát tường hình chữ L là nơi để các bà nội trợ chế biến những món ăn ngon cho cả gia đình. Phòng bếp có một cửa phụ lớn đi ra sân trước nhà và một cửa phụ nhỏ dẫn ra phần sân ướt 9m2 phía sau. Phần sân ướt sẽ là nơi để xử lý nguyên liệu nấu ăn, để rác, các dụng cụ dọn dẹp hay để đặt máy giặt, sẽ giúp không gian bếp gọn gàng, ngăn nắp hơn. Các cửa phụ và cửa sổ cũng sẽ giúp căn bếp trở nên thông thoáng, không bị ám mùi ẩm mốc. Tầng 1 được bố trí một phòng ngủ 16m2 có nhà vệ sinh riêng 4,2m2 dành cho người lớn tuổi trong gia đình. Vì ban thờ cũng được đặt ở tầng 1 nên khi muốn cúng bái những dịp lễ Tết sẽ rất dễ dàng, không cần phải lên xuống cầu thang bất tiện như những mẫu nhà khác. Một phòng vệ sinh chung rộng 2,4m2 cũng được đặt ở dưới cầu thang, vừa kín đáo lại thuận tiện cho sinh hoạt. Ở cầu thang được đặt một cửa kính lớn giúp khu vực này có nguồn ánh sáng tự nhiên, thêm sáng sủa và rộng mở. Tầng 2 sẽ là 3 phòng ngủ còn lại, dành cho cha mẹ và các con. Các phòng ngủ có diện tích lần lượt là 16, 20,5 và 26,5m2, trong đó một phòng sử dụng vệ sinh riêng 4,5m2 và hai phòng sử dụng vệ sinh chung 4,4m2. Các phòng ngủ đều được bố trí nội thất tối giản với cửa sổ và ban công rộng thoáng để mang tới cho gia đình gia chủ một không gian nghỉ ngơi riêng tư, thoải mái nhất. Như vậy, các bạn đã có thể nắm sơ qua về bố trí mặt bằng nội thất mẫu nhà. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng tới với những hình ảnh khác của phối cảnh ngoại thất nhé. Các bạn có thể thấy căn nhà mang vẻ đẹp rất hiện đại và trẻ trung với các khối hình học vuông vắn và cách phối màu phá cách. Không bị hạn chế nhiều như những thiết kế cổ điển, ngôi nhà phong cách hiện đại sử dụng màu sơn trắng sứ là màu nền, kết hợp với các mảng tường ốp đá giả gỗ màu nâu vàng rất nổi bật. Mặt tiền của mẫu nhà này được thiết kế lệch, các căn phòng công năng bên trong nhà được tính toán theo không gian sống mở theo tiêu chuẩn khoa học thiết kế. Các hệ trụ cột được tạo hình đơn giản tạo vẻ chắc chắn, kiên cố. Đặc biệt là hệ thống móng nhà được tôn lên cao với bậc tam cấp dẫn lên không gian sành, làm ngăn sự hắt nhiệt từ đất giúp làm mát không gian nội thất bên trong nhà. Mỗi nhà có gara được tích hợp ngay tại tầng 1, rất thuận tiện cho gia chủ khi đi lại mà không sợ nắng mưa. Hệ thống cửa chính, cửa phụ và cửa sổ đều được sử dụng chất liệu hiện đại, với khung nhôm sinh pha và các tấm kính cường lực lớn trong suốt, mang tới cho phần nội thất nguồn ánh sáng tự nhiên dồi dào. Chất liệu kính cũng được sử dụng ở phần ban công, giúp không gian mở rộng hơn. Hệ thống mái nhật xanh mát là một điểm nhấn hoàn thiện công trình. Không chỉ mang tính thẩm mỹ, hệ mái còn rất được yêu thích bởi các công năng chống nóng, chống lạnh, chống ngấm rột phù hợp với điều kiện thời tiết nước ta. Số lượng cây xanh vừa phải được đặt ở ban công, góc vườn, chân tường, giúp
giúp mang tới cho công trình một không gian xanh mát, hòa hợp với thiên nhiên mà vẫn giữ được phần sân rộng thoáng. Mẫu nhà này quả thật rất đẹp và tiện nghi đúng không các bạn? Hãy nhấc máy và liên hệ ngay với chúng tôi. Nhà Phương Đông, hotline 0888 625 888 để được tư vấn nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau.